Xin được tiếp tục với một số tin tức quốc tế. Thưa quý vị, một trận động đất có độ lớn khoảng 6,8 đã xảy ra vào ngày 10 tháng 8 ở phía nam biển Hoshkot, ở gần vùng duyên hải tỉnh Hokkaido của Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 29 phút theo giờ địa phương, tức là 10 giờ 29 phút theo giờ Việt Nam. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần sau động đất. Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra siêu động đất trong khoảng một tuần tới sau khi GMA ban hành cảnh báo sau động đất có độ lớn là 7,1 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki ở rìa phía tây của rãnh Nankai, làm rung chuyển khu vực tây nam nước này. Các chuyên gia cảnh báo nếu siêu động đất xảy ra, các đợt rung chấn mạnh kèm theo sóng thần cao có thể tàn phá trên diện rộng, từ vùng Kanto ở phía tây bao gồm Tokyo đến vùng Kyushu và Okinawa ở phía nam. Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 ở Bắc Kinh và vùng phụ cận sau những trận mưa lớn liên tiếp trong mấy ngày nay. Đây là mức cảnh báo thấp nhất, thế nhưng cho những địa phương nằm sâu trong lục địa, vốn ít mưa bão, thì hiện tượng thời tiết cực đoan này cũng đang gây ra tổn thất nặng nề. Một số thành phố ở tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh, cơn mưa lớn ngày 9 tháng 8 đã khiến nhiều tuyến đường ngập lụt nặng. Lực lượng cứu hộ nỗ lực di dời người dân bị mắc kẹt ra khỏi những vùng ngập sâu, thoát nước, dọn dẹp bùn đất và xe cộ bị hỏng. Tại Thiểm Tây, Tân Cương, lượng mưa quá lớn, nước không thoát kịp, khiến hàng loạt xe ô tô bị ngâm nước, chất đóng. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8, dự báo mưa lớn trút xuống một số khu vực ở Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Đông Bắc và lưu vực Tứ Xuyên. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh công tác kiểm soát lũ lụt, sơ tán người dân, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán cũng duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Tứ Xuyên và cấp độ 2 tại tỉnh Hồ Nam do lũ lụt tàn phá nặng nề. Sau cơn mưa lớn ngày 9 tháng 8, nhiều tuyến đường ở Bắc Kinh cũng bị ngập nặng, nhưng nhờ hệ thống thoát nước tốt nên chỉ trong một ngày, các tuyến đường đã trở lại bình thường. Do ảnh hưởng bởi hai kiểu thời tiết El Nino và La Nina, nên ở Bắc Kinh nằm sâu trong lục địa vốn rất ít mưa, nhưng năm nay chứng kiến nhiều đợt mưa lớn gây ngập lụt. Đang xen là những ngày nắng nóng dữ dội. Sau khi bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ năm ngoái, năm nay Bắc Kinh cùng các tỉnh thành lân cận đã đẩy mạnh tăng cường hệ thống tiêu thoát nước. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.